lại là một bức tranh toàn cảnh khác đến từ mình. Lần trước thì là về định kiến vùng miền của người Việt Nam. Còn hôm nay mình sẽ vẽ về ngành công nghiệp JAV nói chung và các JAV Idols nói riêng. Thêm một vài bức tranh nữa thì có khi chuyển sang làm họa sĩ luôn. Dữ liệu mình thu thập từ JAV Actress Database của trang web nào thì các ông vào Spy Room mà xem. Mà theo trang web mô tả thì đây là kho dữ liệu lâu đời và đồ sộ nhất về các JAV Idols từ năm 1996. Mặc dù không xịn như quảng cáo, cũng như các Idols, đừng có nhìn poster thấy diễn viên xinh lung linh mà cứ nghĩ là phim hay. Nhưng mà thôi, liệu cơm gắp mắm, mình sẽ viết bài phân tích dựa trên bộ dữ liệu này. 1. Sự phổ biến của JAV trên thế giới. Mở đầu bài viết, mình muốn phân tích một chút về sự phổ biến của từ khóa JAV thông qua công cụ Google Trends. Cách tính mức độ phổ biến thì nếu chưa biết, các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm. Theo như bản đồ trên hình, chúng ta có thể thấy Việt Nam là nước thích xem JAV nhất trên thế giới, lại thêm một lĩnh vực nằm top thế giới. Oh my God! Wow! Theo sau là hội anh em Đông Dương, bạn bè Đông Nam Á, người láng giềng tốt Trung Quốc. Ngoài ra còn có hội Đông Á nhà giàu khác là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Riêng Nhật Bản thì không thấy sự phổ biến của JAV so với các nước khác, kể cả khi thay từ khóa bằng các từ khác. Có thể là do dân Nhật thường search bằng tiếng bản xứ hơn là tiếng Latin như các nước khác. Điều thú vị là Indonesia và Myanmar, một theo Phật giáo và một theo Hồi giáo, đều rất cấm kỵ những sản phẩm tình dục khiêu dâm. Nhưng JAV lại rất phổ biến ở những đất nước này. Thậm chí là từ khóa Yua Mikami còn đứng top 1 ở Myanmar. Tất nhiên thì Việt Nam cũng không thua kém mấy về khoản này rồi. 2. Top 15 diễn viên được yêu thích nhất. Đây là bảng xếp hạng dựa trên thang điểm favorite của chính website sở hữu database này. Vì lượng traffic chủ yếu đến từ Nhật Bản, nên gu diễn viên hơi khác với của Việt Nam. Đó là chưa kể trang này cũng không nổi lắm, lượng phim upload cũng không đầy đủ, cách tính thang điểm favorite cũng không rõ ràng, nên bảng xếp hạng trên dùng với mục đích tham khảo là chính thôi. 3. Phân tích năm sinh, chiều cao. Những người tiên phong trong lĩnh vực này sinh vào đầu những năm 1960, nghĩa là ngành công nghiệp này bắt đầu hình thành vào tầm năm 1980-1985, khi những diễn viên đầu tiên khoảng 20-25 tuổi, và bùng nổ từ khi đó cho đến năm 2017 thì bắt đầu chững lại, theo Google Trends. Năm sinh của các JAV Idols phân bổ khá đều ở phần giữa, nhiều hơn một chút ở tầm năm 1984-1996. Có 6 diễn viên trẻ nhất mới sinh năm 2001, debut ngay khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Chiều cao trung bình là 158,5cm, chủ yếu phân bổ từ 155-162cm, khá là tương đồng với chiều cao trung bình của người Nhật Bản. Có thể thấy chiều cao không phải là yếu tố quan trọng nếu muốn trở thành một JAV Idol. Vậy số đo 3 vòng thì sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. 4. Số đo 3 vòng. Dưới đây là biểu đồ histogram của 3 vòng sau khi loại bỏ outlier, những điểm quá cao hay quá thấp. Số đo vòng 1 trung bình là 87cm, phân bổ chủ yếu từ 83-90cm và phổ biến nhất là vòng ngực 83cm với 850 diễn viên. Số đo vòng 2 trung bình là 59,6cm và phân bố rất hẹp, chủ yếu từ 58-60cm và phổ biến nhất là vòng eo 58cm với 1677 diễn viên. Số đo vòng 3 trung bình là 86,7cm và phân bổ hẹp hơn vòng 1, chủ yếu từ 84-88cm và phổ biến nhất là 85cm với 1054 diễn viên. Có thể thấy hầu hết số đo 3 vòng của các JAV Idols cũng chưa đạt được đến chuẩn 90-60-90. Số đo vòng 1 thì phân bổ rộng hơn 2 vòng còn lại, nhất là vòng 2 chỉ phân phối rất hẹp, chủ yếu từ 58-60cm. Và để dễ hình dung về các thông số trung bình thì có thể xem qua idol Shoku Kumakura. Ông nào muốn biết tên idol viết như thế nào để tiện mục đích nghiên cứu thì vào Spy Room mà xem. Các chỉ số của cô bằng với giá trị trung bình cộng của toàn bộ diễn viên với chiều cao 158cm. 3 vòng lần lượt là 87, 59, 87. Có thể nói Shoko Kumakura là trung bình của toàn bộ JAV Idols nếu xét về chiều cao và số đo. Nice. 5. Sở thích. Đầu tiên là word cloud về sở thích của các JAV Idols. Dữ liệu lúc đầu cũng lộn xộn lắm, nhưng đã được mình xử lý một cách gọn gàng. Đừng nghĩ là các Idols chỉ biết XXX và thổi kèn nhé. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều sở thích mang tính thượng lưu như chơi piano, dance, múa ballet, nhạc jazz hay chơi các môn thể thao khác. Thậm chí có cả viết thư pháp và nói tiếng Anh. Thực ra thì cũng có nhiều sở thích về thổi như là thổi sáo, thổi kèn trumpet. Chứ kèn thì không thấy đâu. 6. Hometown, nơi sinh ra và trưởng thành.
Phần này mình sẽ tính tỷ lệ phụ nữ đi theo ngành công nghiệp JAV ở mỗi tỉnh thành của Nhật Bản, theo nơi sinh của các nữ diễn viên, xem là tỉnh nào ở Nhật có tỷ lệ lớn nhất, và vì sao lại như thế. Matrix sẽ là ở mỗi tỉnh thành, lấy số diễn viên sinh ra đó chia cho tổng số phụ nữ, sau đó normalize đi để hiển thị rõ ràng hơn trên map. Theo như bản đồ, phần miền Bắc xanh rõ ràng hơn miền Nam, nghĩa là miền Bắc của nước Nhật có tỷ lệ nữ giới trở thành diễn viên JAV cao hơn, đặc biệt là Akita và Hokkaido. Lý do có thể nằm ở đặc điểm địa lý văn hóa của Nhật Bản. Cái này thì mình không rõ và bạn bè mình học ở Nhật cũng không biết. Bạn nào ở bên Nhật lâu năm mà biết thì giải thích cho mình nhé. Vùng xanh nhất là Tokyo, cao gấp nhiều lần các tỉnh thành khác và các địa phương lân cận như Kanagawa và Chiba. Rất có thể chốn đô thị xa hoa lộng lẫy đã khiến nhiều cô gái muốn giàu có một cách nhanh chóng, thay vì phải làm công việc văn phòng bàn giấy tẻ nhạt. Kết bài. Trên đây là bức tranh tổng quan về các JAV Idols. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có thể thấy được sự thú vị của Data Science, đặc biệt là ở mảng Data Analytics. Với những bạn muốn tham khảo cách tác giả xử lý dữ liệu, thì có thể vào bài viết ở Spyroom và xem link GitHub tác giả để ở cuối bài. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.